Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Lotus by Johnny Dũng với danh hiệu vua collagen và fucoidan, chăm sóc cho sức khỏe toàn diện và làn da hoàn mỹ, the best of life. Trung tâm BST dầu Khuynh Diệp, sản phẩm được hoàn thành từ năm 1976, dầu bạc hà và dầu ultra heat với hình thức mới, hoàn toàn thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe. Công ty thẻ xanh, chuyên bảo lãnh, đổi thẻ xanh, thi quốc tịch Mỹ, 714-766-3345. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc, với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. Đây là chương trình Việt Face Tonight với anh Dũng và Thanh Thảo. Xin trọng kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị đến với chương trình Việt Face Tonight ngày hôm nay qua phần trình bày của Quỳnh Châu và Nguyễn Mạnh Cường. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Thanh Thảo và anh Dũng đã đi công tác. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần sơ lược của các bản tin chính trong ngày. Một chiếc máy bay nhỏ đâm vào đường dây điện ở Maryland. Phi thuyền Orion của cơ quan NASA vượt qua khoảng cách kỷ lục của Apollo 13 so với trái đất. Giá dầu của Hoa Kỳ đang ở mức thấp nhất ở trong gần một năm. Cơ quan WHO đổi tên bệnh đậu mùa khỉ thành Mpox. Núi lửa ở Hawaii đang phun trào lần đầu tiên sau gần 40 năm. Người dân bất bình khi Hồng Kông bị gắn với chính sách Zero Covid. Người biểu tình cầm tờ giấy trắng thể hiện phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc. Hãy cho tôi tự do hoặc cho tôi cái chết. 3M ra mắt vật liệu vận chuyển làm từ sản phẩm tái chế. Báo cáo cuối cùng của Ủy ban ngày 6 tháng Giêng. Cựu cố vấn của ông Trump Kellyanne Conway gặp Ủy ban ngày 6 tháng 1. Đệ nhất phu nhân Joe Biden chọn chủ đề We the People trang trí cho ngày lễ ở Tòa Bạch Ốc. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên với Quỳnh Châu. Một chiếc máy bay nhỏ đâm vào đường dây điện ở Maryland. Vào ngày hôm Chủ nhật ngày 27 tháng 11, các đơn vị cứu nạn đã được điều động đến vào lúc 5 giờ rưỡi chiều do có báo cáo về một chiếc máy bay nhỏ đã đâm vào và bay qua đường dây điện ở quận Montgomery. Theo ông Peter Preringer, trưởng phát ngôn viên của dịch vụ cứu hỏa và cứu nạn của quận Montgomery của Maryland. Khi các đơn vị đến nơi thì họ tìm thấy một chiếc máy bay nhỏ lơ lửng ở độ cao khoảng 100 feet, đã đâm vào tháp điện. Phi công và hành khách đã sống sót và không có sao. Preringer đã nói là có khoảng là 85.000 khách hàng đã bị mất điện sau tai nạn. Chiếc máy bay là một loại mini, một động cơ, khởi hành từ sân bay của quận Westchester ở New York. Thưa quý vị, phi thuyền Orion của cơ quan NASA vượt qua khoảng cách kỷ lục của Apollo 13 so với trái đất. Phi thuyền Orion của NASA vào sáng hôm thứ Bảy vừa qua đã phá vỡ kỷ lục khoảng cách do Apollo 13 đã thiết lập trong một sứ mạng với tàu vũ trụ được thiết kế để đưa con người vào không gian sâu và quay trở lại trái đất. Được biết kỷ lục trước đó là 248.655 dặm, được thiết lập trong sứ mạng Apollo 13 vào năm 1970. Cơ quan NASA đã cho biết trong một tuyên bố rằng NASA sẽ dẫn đầu trong việc hợp tác với các đối tác quốc tế và thương mại để thiết lập sự hiện diện lâu dài đầu tiên trên mặt trăng. Và sau đó chúng tôi sẽ sử dụng những gì mà chúng tôi học được ở trên và chung quanh mặt trăng để thực hiện bước nhảy vọt tiếp theo, đó là gửi các phi hành gia đầu tiên tới Hỏa Tinh. Và giá dầu của Hoa Kỳ đang ở mức thấp nhất ở trong gần một năm. Thưa quý vị, giá dầu của Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12 của năm 2021. Dầu thô trung cấp West Texas tương lai điểm chuẩn của Bắc Mỹ đã giảm 3,2% vào thứ Hai ngày 28 tháng 11 để giao dịch gần mức là 74 Mỹ kim cho một thùng, mức đạt được lần cuối vào cuối tháng 12. Giá dầu thô Brent tương lai tiêu chuẩn toàn cầu cũng giảm 3,3% xuống gần 81 Mỹ kim cho một thùng. Đó là mức thấp nhất kể từ tháng Giêng. Giá dầu toàn cầu đã giảm khoảng là 35% kể từ tháng 6 do các hạn chế nghiêm ngặt về virus corona ở Trung Quốc, khiến cho nhu cầu yếu và khi một số nền kinh tế lớn ở trên thế giới báo hiệu rằng họ đang hướng tới suy thoái. Điều đó đã giúp kéo giá xăng xuống cho những người lái xe của Hoa Kỳ. Và cơ quan WHO đã đổi tên bệnh đậu mùa khỉ thành Mpox. Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố vào hôm thứ Hai và cho biết là Mpox hiện nay là tên gọi của bệnh đậu mùa khỉ. Và cả hai tên sẽ được sử dụng đồng thời trong một năm, trong khi Monkeypox được loại bỏ. Monkeypox được đặt tên vào năm 1970, hơn một thập kỷ sau khi virus gây bệnh được khám phá ở khỉ nuôi nhốt, tổ chức này đã cho biết. Tên này được tạo ra trước khi cơ quan WHO công bố về các phương pháp hay nhất để đặt tên bệnh vào năm 2015. Và kể từ khi đợt bùng phát gần đây, các nhà khoa học và chuyên gia đã thúc đẩy đổi tên để tránh phân biệt đối xử và kỳ thị có thể khiến cho mọi người tránh xa về việc xét nghiệm và tiêm chủng. Núi lửa Mauna Loa ở Hawaii đang phun trào lần đầu tiên sau gần 40 năm.
núi lửa vẫn còn hoạt động lớn nhất của thế giới, đó là Mauna Loa, đang phun trào lần đầu tiên sau gần 40 năm, đưa ra khuyến cáo về lượng tro bụi rơi vào hôm thứ Hai ngày 28 tháng 11 cho đảo lớn ở Hawaii và những vùng biển ở xung quanh, cho đến lúc 10 giờ sáng theo giờ địa phương. Vụ phun trào ở công viên quốc gia của núi lửa Hawaii không đe dọa đến cộng đồng hoặc những chuyến bay đến đảo Hawaii, cơ quan du lịch Hawaii đã viết vào hôm sáng thứ Hai. Tuy nhiên, thì cơ quan thời tiết quốc gia ở Honolulu cho biết những hạt nhỏ hơn 1/4 inch của tro bụi có thể tích tụ trên những phần của hòn đảo vì gió có thể mang theo tro mịn và khí núi lửa theo chiều gió. Văn phòng của Honolulu đã cảnh báo như sau: những người mắc bệnh về đường hô hấp nên ở trong nhà để tránh hít phải những hạt tro, và bất kỳ ai ra ngoài thì nên che miệng và mũi bằng khẩu trang hoặc là vải. Người dân bất bình khi mà Hồng Kông bị gắn với chính sách Zero Covid, thưa quý vị. Cư dân tại Hồng Kông ngày càng trở nên khó chịu hơn với việc chính quyền đã khăng khăng tuân thủ chiến dịch là Zero Covid của Trung Quốc, khi mà thành phố này phản đối các quy định ngày càng nghiêm ngặt hơn và kế hoạch xét nghiệm tất cả mọi người. Các trường học đã chuyển sang hình thức học trực tuyến và các kỳ nghỉ hè đang được dời lại để các tòa nhà có thể được sử dụng để làm cơ sở xét nghiệm, cách ly và tiêm chủng. Theo chiến lược không có Covid-19, mọi người có kết quả xét nghiệm dương tính phải được cách ly tại bệnh viện hoặc là cơ sở chính phủ khác trong 14 ngày, bất kể có triệu chứng gì. Nó đã trái ngược với hầu hết các quốc gia đang giảm bớt về các hạn chế và cho phép những người có triệu chứng nhẹ hoặc là không có triệu chứng ở nhà. Và vẫn bản tin liên quan, thì những người biểu tình cầm tờ giấy màu trắng thể hiện phản đối nhà cầm quyền. Những người biểu tình đang tập trung cho một buổi canh thức nhỏ ở Hồng Kông để tưởng nhớ những nạn nhân của chính sách Zero Covid của Trung Quốc. Khi các cuộc biểu tình phản đối Zero Covid nổ ra ở trên khắp Trung Quốc, thì nhiều người biểu tình đã cầm tờ giấy trắng để bày tỏ sự tức giận trước phong tỏa tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hình thức bắt đầu chứng kiến theo cách hiếm thấy này đang được chứng kiến ở trên khắp những đường phố nhỏ và khuôn viên trường đại học ở một số thành phố của Trung Quốc. Vào đỉnh điểm của những cuộc biểu tình ở Hồng Kông vào năm 2020, các nhà hoạt động ở đó cũng đã tổ chức những cuộc biểu tình bằng giấy trắng để tránh những khẩu hiệu vi phạm luật an ninh quốc gia mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã áp đặt. Những người biểu tình ở Moscow để phản đối cuộc chiến của Nga xâm lược Ukraine ở trong năm nay cũng cầm tờ giấy trắng. Khẩu hiệu hãy cho tôi tự do hoặc là cho tôi cái chết. Thưa quý vị, đó là câu khẩu hiệu đã trở thành một tiếng kêu tập hợp vì những cuộc biểu tình cực kỳ hiếm hoi đang lan tràn khắp Trung Quốc, từ Bắc Kinh và Thượng Hải ở bờ Đông đến Hồ Tan ở phía Tây, và đây là những cảnh tượng chưa từng có trên khắp đất nước này. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, hàng ngàn người biểu tình đã lên tiếng. Họ đã bày tỏ sự tức giận sau gần 3 năm phong tỏa cứng ngắc và thử nghiệm Covid liên tục. Được biết đây là lần đầu tiên các cuộc biểu tình nhắm vào chính quyền trung ương. Một số người đang công khai kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản nên từ chức. Một nhà báo BBC nằm trong số những người bị bắt, sau đó đã được thả, và có báo cáo về các nhà báo khác đang được nhắm mục tiêu. Tuy em ra mắt vật liệu vận chuyển làm từ sản phẩm tái chế, theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường của Hoa Kỳ thì chất thải nhựa và bao bì chiếm gần 1/3 số rác thải hàng năm của chúng ta. Vì vậy thì 3M đã suy nghĩ ra sáng tạo một dòng sản phẩm cần thiết cho sự bền vững và thân thiện với môi trường. Bao bì này được làm hoàn toàn bằng những sản phẩm tái chế và 3M sử dụng mực làm từ đậu nành cho tất cả những hoạt động in ấn, giúp vật liệu trở nên thân thiện với môi trường hơn. Nó cung cấp những cho những tùy chọn cho những người mua hàng, chủ hàng cũng như là tính bền vững. Giám sát truyền thông tiếp thị thương hiệu đó là Scott Brandy đã cho biết là chúng không chỉ trông đẹp mắt mà bạn có thể thực sự cảm thấy hài lòng khi sử dụng chúng. Báo cáo cuối cùng của Ủy ban ngày 6 tháng Giêng. Ủy ban Hạ viện điều tra cuộc nổi dậy ngày 6 tháng Giêng năm 2021 đang thảo luận tích cực về những nội dung cần phải đưa ra vào báo cáo cuối cùng của hội đồng, nhưng mong đợi nó sẽ tập trung vào các vấn đề ngoài việc những nỗ lực của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump để nhằm ngăn chặn việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình đã thúc đẩy bạo lực ngày hôm đó như thế nào. Báo cáo dự kiến sẽ được công bố vào cuối năm nay và sẽ đóng vai trò là tuyên bố kết thúc của Ủy ban một cách hiệu quả, nhưng chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa trước khi hội thảo hết hạn. Các thành viên vẫn đang cân nhắc xem là báo cáo sẽ bao gồm những gì và những phát hiện nó sẽ như thế nào. Cựu cố vấn của ông Donald Trump đó là Kellyanne Conway gặp Ủy ban ngày 6 tháng 1.
Kellyanne Conway là người từng phục vụ tại Tòa Bạch Ốc với lại tư cách đó là cố vấn cấp cao của cựu Tổng thống Donald Trump, sẽ gặp trực tiếp Ủy ban của Hạ viện điều tra cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1 của năm 2021 và hôm thứ Hai ngày 28 tháng 11. Conway trước đây là một người ủng hộ trung thành của ông Trump, đã thừa nhận ở trong cuốn sách của mình rằng ông Trump đã thua ở trong cuộc bầu cử Tổng thống 2020 và nói rằng ông đã nhận được lời khuyên tồi từ những người xung quanh. Cuộc phỏng vấn của Conway đã cho thấy là Ủy ban vẫn đang làm việc để hoàn thành cuộc điều tra của mình, đồng thời làm việc để hoàn thành báo cáo cuối cùng trước khi Đảng Cộng Hòa tiếp quản Quốc hội vào tháng Giêng. Và thưa quý vị, đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ bà Jill Biden chọn chủ đề We the People để trang trí ngày lễ Tòa Bạch Ốc. Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Jill Biden đã chọn We the People để làm chủ đề cho trang trí ngày lễ theo mùa của Tòa Bạch Ốc. Jill Biden đã chọn chủ đề này vài tháng trước, theo thông cáo báo chí, và trong kỳ nghỉ lễ tạ ơn kéo dài, có hơn 150 tình nguyện viên đã đến Tòa Bạch Ốc để trang trí các phòng công cộng. Biden sẽ chính thức công bố đồ trang trí trong ngày lễ và đưa ra nhận xét vào ngày thứ Hai cùng với các lãnh đạo lực lượng vệ binh quốc gia và gia đình của họ. Được biết là có 77 cây thông Noel khắp Tòa Bạch Ốc với hơn 83.615 đèn trang trí cây thông, vòng hoa và màn hình, và 25 vòng hoa cổ điển to điểm cho mặt tiền phía Bắc và phía Nam của Tòa Bạch Ốc. Và kính thưa quý vị, đó là các bản tin chính trong ngày của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và chúng tôi xin kính chúc một ngày an vui, hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe. Quỳnh Châu và Nguyễn Mạnh Cường xin trân trọng kính chào. Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Lotus by Johnny Dũng với danh hiệu vua collagen và fucoidan chăm sóc cho sức khỏe toàn diện và làn da hoàn mỹ, the best of life. Trung tâm BST dầu Khuynh Diệp, sản phẩm được hoàn thành từ năm 1976, dầu bạc hà và dầu ultra heat với hình thức mới, hoàn toàn thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe. Công ty thẻ xanh, chuyên bảo lãnh, đổi thẻ xanh, thi quốc tịch Mỹ, 714-766-3345. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc, với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. Khi thời gian chồng chất, cơ thể của con người phải đối diện với già nua, bệnh tật thường xuyên tăng song huyết áp chao đảo, biếu ung thư có thể xảy ra cướp đi mạng sống. Thế kỷ hiện đại ngày nay được xem như thật may mắn vì dược thảo thần kỳ hỗ trợ tăng cường đề kháng, hầu đối phó, ngăn ngừa, bảo vệ sức khỏe. Duy nhất từ công ty Lotus by Johnny Dũng, Super Fucoidan 859mg, 100% từ Okinawa, Nhật Bản, 180 viên, thẩm thấu nano trọn vẹn, hàm lượng dòng biển Fucoidan nhiều nhất, mang hữu hiệu tuyệt đỉnh. Với công thức hiện đại qua sự kết hợp của Artemisinin, Olivera, nấm Agaricus, nấm Shiitake, Super Fucoidan 859mg không đâu có thể sánh bằng. Với chương trình bulk giá sỉ wholesale 30% off được giảm và chúng ta chỉ còn lại 1.225 đồng cho năm hữu dành riêng cho Super Fucoidan 859mg 180 viên thần dược sẽ mang lại một món quà cho quý vị thật nhiều ý nghĩa. Với số điện thoại 855-955-6887, website johnnydung.com, Lotus xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị. Trung tâm S&P xin kính chào quý vị. Là một người làm trong ngành y chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, tôi muốn chia sẻ với quý vị về lợi ích của dầu Khuynh Diệp, dầu bạc hà, dầu Ultra Heat và dầu Paradise. Sản phẩm được làm bằng các thành phần từ thiên nhiên và đóng gói tại Hoa Kỳ. Dầu của trung tâm S&P giúp giảm đau cơ, nhức đầu, đau dạ dày, ho và nghẹt mũi. Nếu quý vị muốn mua với số lượng nhiều hoặc mua trực tuyến, xin liên lạc với văn phòng tại số điện thoại hoặc tại website. Mẹ ơi, con muốn báo cho mẹ một tin là con vừa có quốc tịch Mỹ. Con sẽ đến văn phòng thẻ xanh để bảo lãnh cho mẹ và hai em. Chồng con cũng từng sử dụng văn phòng này để bảo lãnh con qua Mỹ đó mẹ. Đến văn phòng thẻ xanh, con cảm thấy rất an tâm mẹ à, vì họ rất tốt và có lương tâm. Mỗi hồ sơ bảo lãnh là một món quà ý nghĩa, chứ đừng bao ân tình hiếu đạo mà người phương xa trân quý dành tặng cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em của mình như một lời tri ân sâu sắc. Đối với quý vị ở xa, văn phòng thẻ xanh có hệ thống và công thức mở hồ sơ dễ dàng, nhanh chóng, thuận tiện và lệ phí rẻ. Chúng tôi sẽ gửi hồ sơ đến cho quý vị ký và quý vị gửi lại. Sau đó chúng tôi sẽ theo dõi và lo hồ sơ cho đến khi đậu, đặc biệt cho trả góp hoặc thiếu. Nếu muốn bảo lãnh thân nhân, hãy gọi 714-766-3345 hoặc tại Việt Nam 0838105466. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. Gọi cho City Home để mua nhà suôn sẻ, nhanh chóng.
Gọi cho City Home để bán nhà bảo đảm hữu hiệu. 10 điều quan trọng phải làm khi mua hay bán nhà. Điều thứ nhất, gọi cho City Home. City Home sẽ làm 9 điều còn lại. Gọi cho City Home ở số 818-383-8569 hoặc 714-383-3217. Quý vị sẽ được hướng dẫn trực tiếp với broker Đồng Nguyễn để có chương trình mượn tiền thích hợp nhất với tiền lời thấp nhất và lệ phí. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.